thời buổi này còn ai đi xem mắt nữa. Cậu ta là con giám đốc bệnh viện, lại là bác sĩ du học ở Pháp về, tài giỏi đẹp trai, con đừng có bỏ qua mối này. Con không đi đâu, mẹ đừng nói nữa nha. Bộ con đang quen với ai rồi hay sao mà không chịu đi? Không phải, con đâu có quen ai đâu. Mẹ biết con mà, con ghét mấy cái trò coi mắt coi mũi này lắm. Gặp cả ngàn người chưa chắc đã gặp người mình thích mà mẹ. Con chưa thử, sao dám nói chắc chắn như vậy chứ? Nè, nếu như con đi, mẹ sẽ cho tiền con mua giỏ sách mới. Con gái, con cứ thử đi đi. Nếu mà con đi về cảm thấy không vừa lòng thì mẹ sẽ không ép gì con hết. Đi đi, rồi về mẹ sẽ mua giỏ sách mới cho con. Em ăn xong rồi. Em ăn ít vậy? Em không ăn nữa hả? Nè, để em lấy cho. Anh Kiên nè, em có chuyện muốn nói với anh đó. Nhưng mà anh biết là tại vì em chỉ không muốn gạt anh thôi đó. Chứ mà anh nghe xong anh không chịu là em không ok nha, em không làm luôn đó nha. Tại vì em đang thích cái túi mà mẹ tịch thu cái thẻ tín dụng của em rồi. Nên mẹ nói em đi xem mắt á. Nhưng mà em không có ok đâu nha. Thật, em không có ok đâu. Nhưng mà mẹ nói là dù thất bại hay thành công gì á thì mẹ cũng tặng cho em cái túi. Em thích cái túi đó đến như vậy hả? Vậy thì em đi đi. Lâu chưa? À, em xin lỗi nha. À, mà sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy? À, em chưa mua túi sách mới hả? Đây nè, em mới mua, đẹp không? Anh thấy nó y như cũ mà. Hôm bữa là cái túi đeo vai, còn cái này là túi sách tay đàng hoàng mà. Nè anh nhìn kỹ đi, hôm bữa là màu đỏ sẫm, cái nào màu đỏ tươi mà. Nhìn kỹ đi nè, khác nhau mà. Anh thấy cái túi nào nó cũng giống cái túi nào. Giống như ăn cái gì cũng được, miễn no là được. Nhà cũng vậy, không phân biệt to nhỏ, có cho ngủ là được rồi. Trời ơi, hôm nay anh nói triết lý luôn hả? Thôi được rồi, thôi kiếm nhà hàng nào ăn đi anh. Coi như là em rửa túi xách mới luôn nha. Mình đi dạo được không? Nhà hàng sang trọng không có hợp với anh. Giờ này mà đi dạo gì nữa anh? Đi đâu giờ? Miễn đi cùng em là được rồi. Mới không có êm gì hết bà ơi, mang mà muốn rụng chân luôn. Ai biểu người có xe hơi thì không chịu yêu, đi yêu người đi bộ chi, giờ ngồi đó mà than. Anh cũng không phân biệt nội túi mới với túi cũ nữa. Một nghệ sĩ nghèo thì làm sao biết gì đâu hiểu. Còn người kia là con giám đốc bệnh viện, nghiểu biết giàu có thì bà lại chê.
Mới nhắc anh bác sĩ lại nhắn nè. Con tim anh lỡ thương em rồi, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, thương nha, thương nha. Chào con, chào đi con, chào đi. Xin chào, mình là Tina, xin chào. Trời ơi, anh bác sĩ đẹp trai của bà đó hả? Nếu bà không thích á, bà nhường cho tôi nha. Em nhìn gì chăm chú vậy? Để em dọn cho. Để em dọn cho. Mình nên chia tay đi. Tùy em. Vậy em về trước đây. Để anh đưa em về. Em cố gắng sống tốt nha. Nhớ chăm sóc bản thân. Em về trước đây. Xin xuất chiếu rồi đó. À, anh ơi em không muốn đi xem phim nữa. Đợi anh xíu nha. Ô, bạn ơi, bạn ơi. À, anh giữ này, này cho bạn nha. Đây, à, em quên. Chúc em xin vui vẻ. Thôi em ơi, hay là mình đi ăn nha. Anh biết một cái nhà hàng Pháp quận 1 ăn ngon lắm. Dạ. Ok, anh tới trước cổng rồi hả? Ok, để em xuống liền nha.
Rồi, đợi em tí. Anh mở nhạc cho em nghe nha. Dạ. Tặng cái này cho chị thiệt đó hả? Mẹ mới mua cho em mà. Chị cứ lấy đi, em chán nó rồi. Nhưng mà em thích cái túi này lắm, sao chán nhanh dữ vậy? Cuối cùng thì mình cũng đã chán cái túi và cả người đàn ông đó nữa. Thế mà hay ha. Cả sai lầm ta vẫn mãi nhộn nhịp và cứ thế buồn vì trôi qua. Mỗi sao khoai tây.